Sữa IQ Gold Milk Mama có tốt không? Hãy cùng An tìm hiểu nhé! Công thức tiên tiến, cung cấp dinh dưỡng và năng lượng để mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Dòng sữa bột chuyên biệt, dành cho người chuẩn bị mang thai, bà mẹ mang thai và cho con bú. Hệ dưỡng chất nổi bật, sữa non colostrum, yến xào, ARA, trợ lai, DHA, sắt, axit folic, IgG, canxi nano, vitamin C. Hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi, tăng sức đề kháng cho mẹ, hấp thu các dưỡng chất, ngăn ngừa táo bón.